Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình Kể Chuyện Lịch Sử. Chủ đề hôm nay xin nói về Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo có nhiều danh hiệu, nhưng danh hiệu cao quý nhất mà người ta hay dùng khi nói về Ngài là Đức Thánh Trần. Quả thật, cuộc đời binh nghiệp của Ngài là niềm hãnh diện muôn đời cho dân tộc. Đức độ của Ngài là một tấm gương sáng để người đời ngưỡng mộ và noi theo. Ngài là một bậc siêu phàm trong lịch sử Việt Nam. Trần Hưng Đạo, tiểu sử của Trần Hưng Đạo. Ông tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu của Trần Thái Tông. Ngài thông minh đĩnh ngộ, văn võ song toàn, dẹp thù nhà, đoàn kết anh em dòng họ cùng lo toan việc nước. Ngài nghiên cứu binh thư, biết dùng người hiền tài như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Ít Kiêu, Giã Tượng, coi binh sĩ như chân với tay. Ở nơi Ngài thể hiện các đức tín, nhân, nghĩa, trí, dũng và tín. Sơ lược các trận chiến trong quân Mông Nguyên. Cuộc xâm lăng lần thứ nhất ở tháng Giêng năm 1258. Một đạo quân Mông Cổ khoảng 40.000 quân cho tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tràn vào Đại Việt từ ngã Vân Nam. Thế giặc rất mạnh, nên quân Nam phải rút bỏ Thăng Long với thành không nhà trống. Chờ khi quân Mông cạn lương thực, ngày 29 tháng Giêng năm 1258, quân Nam đã thần tốc vượt sông Hồng phản công, đánh địch quân tan tác bỏ chạy về Vân Nam. Trong trận này, Lê Thụ Trần gỡ ván thuyền che tên cho Trần Thái Tông và Thái tử thoát nạn. Cuộc xâm lăng lần thứ hai, 26 năm sau cuộc thảm bại lần thứ nhất, vào năm 1284, lúc đó đã chiếm xong nhà Tống ở Trung Quốc. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt cử con trai là Thoát Hoan đem đại quân xâm lấn Đại Việt từ ba mặt. Một đạo quân do Thoát Hoan chỉ huy từ Lạng Sơn đánh xuống, một đạo quân từ Vân Nam tràn vào Tuyên Quang, và quân thứ ba do Toa Đô đánh từ Bắc Chemba. Cũng như lần trước, đại quân Nam cố gắng làm chậm bước tiến của địch bằng các lực lượng dân quân địa phương, bảo toàn chủ lực quân, rút lui và bỏ trống kinh thành Thăng Long. Quân Mông bị phân tán mỏng, lương thực khan hiếm, thời tiết nóng nực, bệnh dịch lan tràn. Chờ thời cơ đã chín mùi, tháng 5 năm 1285, Hưng Đạo Vương tức tốc dẫn đại quân đầy nhuệ khí tiến ra Bắc phản công quyết liệt. Đạo quân của Trần Quang Khải tấn công địch trên mạng sông Hồng và vào giải tỏa Thăng Long. Trần Hưng Đạo chặn đường rút của địch tại Vạn Kiếp, quân địch bị thua to tại các mặt trận. Trận Hàm Tử, Trần Nhật Duật đánh tan chiến thuyền của Toa Đô. Trận Trương Dương, Trần Quang Khải và Trần Quốc Toản tấn công đại quân Nguyên khôi phục thành Thăng Long. Trận Tây Kết, quân ta đánh tan và chém chết Toa Đô, Ô Mã Nhi xuống thuyền nhỏ chạy về nước. Trận Vạn Kiếp, Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão điều động phục binh tại bên sông Vạn Kiếp, chặn tàn quân của Toa Hoan sau khi bị quân của Hưng Đạo Vương đánh tan tại Bắc Giang. Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng cho quân kéo về tàu. Cuộc xâm lăng thứ ba, hai năm sau, lần thảm bại thứ nhì, tháng 12 năm 1287, đại quân Nguyên lại chia làm nhiều ngã qua xâm chiếm Đại Việt. Đoàn chiến thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy hung hăng tiến vào vùng biển Quảng Ninh nhắm hướng cửa sông Bạch Đằng. Quân địch không hay biết đoàn thuyền lương ở phía sau đã bị Trần Khánh Dư phục đánh tan tại vùng đảo Vân Đồn. Lúc đó, Thoát Hoan đã tiến vào Lạng Sơn định hội với cánh quân của Ô Mã Nhi và cùng tiến về Thăng Long vào cuối tháng Giêng năm 1288. Thành Thăng Long lại bỏ trống. Tại đây, đại quân Mông lại lâm vào tình trạng thiếu lương thực nên lại phải rút về Vạn Kiếp.
và bị chặn đánh tại cửa sông Vùng Phả Lại. Biết quân địch sẽ rút đại quân về ngã sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương đã chuẩn bị cho đóng cọc đẽo mũi nhọn tại lòng sông. Sáng ngày 9 tháng 4 1288, Ô Mã Nhi dẫn đoàn chiến thuyền vào sông Bạch Đằng. Đoàn chiến thuyền của ta ào ra tấn công, gặp lúc thủy triều xuống, thuyền giặc nghiêng đổ, thế giặc tan vỡ, quân sĩ tử trận vô vàn, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Đạo quân của Thóc Hoan rút theo đường bộ thì bị phục kích tại cửa ải Nội Bàng. Mãi tới ngày 19 tháng 4 1288, Thoát Hoan và tàn quân mới chạy thoát về tới Tư Minh. Mộng xâm lược của quân Nguyên hoàn toàn tan vỡ. Mùa thu tháng 8 ngày 20 năm Canh Tý 1300, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương qua đời. Theo lời ông dặn, thi hài ông được hỏa táng, thu vào bình đồng chôn trong vườn An Lạc, không xây lăng mộ, đất san phẳng, trồng cây như cũ. Vua gia phong cho ông tước Hưng Đạo Đại Vương, triều đình lập đền thờ ông tại nhiều nơi. Cuộc đời biên nghiệp của Trần Hưng Đạo là những chiến công vang danh thế giới, nhưng trong cuộc đời bình thường, ông cũng là biểu tượng cho một con người đạo đức. Dù lời dặn dò của cha ông là Trần Liễu là phải trả mối thù của cha bị mất vợ và đứa con trong bụng, nhưng ông không làm theo mà còn giúp nhà Trần trọn đời. Lần đầu có nhiều người còn nghi ngờ lập trường của ông, nhưng có lần ông đi dạo với vua Trần, ông cầm cây gậy có bọc sắt nhọn ở đầu. Quân bảo vệ vua sợ quá nhìn cây gậy chầm chập, ông biết ý bẻ cây gậy và vứt đi. Trong mấy lần chống Nguyên Mông, ông cực khổ trèo non lội suối bảo vệ cho vua được an toàn. Ông bỏ qua tội sàng bậy của Trần Khánh Dư với con dâu của ông, nên nhà Trần mới thu nạp lại được, và nhờ vậy Trần Khánh Dư mới lập được công to, tóm hết lương thực và khí giới của quân Nguyên ở trận Vân Đồn. Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng, từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng. Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng, đằng đằng vẫn sáng để cho đời dân soi trường. Đây Bạch Đằng gian sông hùng dũng của đời dân, tiếng hồng dũng lạc hồng dũng anh hùng. Nam Bắc trường trên dòng sông luôn bóng cờ trong chiến.